Nguyện thảy chúng sinh khỏi quan kết, nguyện cho nhân loại ráng tu hành, nguyện gìn tam học giới định tuệ, nguyện đoạn tham sân si độc sanh, nguyện giải căn nhân sanh tử khổ, nguyện diện tâm tham háo lợi danh, nguyện tu tinh tấn không giải đãi, nguyện sao đạo quả sớm viên thành. Ngũ trần như khúc xương không, mà con chó đói khổ câm ngậm lì. Ngũ trần như thịt tử thi, quả tranh nhau mổ kệ gì thúi tha. Ngũ trần không phà cầm đi ngược gió, ắt là phỏng tay. Ngũ trần hầm lửa đỏ gai, xa chân xuống đó hằng ngày khổ đau. Ngũ trần tở giấc chim bao, thấy rồi liền mất dễ nào bền dai. Ngũ trần như vật mượn xài, xài xong phải trả giữ hoài được sao. Ngũ trần như trái chín cây, nại cây gãy nhánh vỡ đau thợ rừng. Ngũ trần lao kiếm sáng trưng, phạm nhầm ắt khổ nửa đường dễ vui. Ngũ trần giao thớt đủ đôi, người mê đắm bị bầm nhồi nát tan. Ngũ trần đầu rắn hổ mang, có hai túi nọc lại càng dễ kinh. Ai tu liệu nấy giữ mình, mười đò điều tội khổ đinh ninh chớ sờ. Con đã lễ bái Tam Bảo và sinh giới xong, và kính mời bàn tay của cô tu nữ Như Pháp. Và kính mời cô nha. Dạ sa thủ kính cảm ơn cô Cẩm Vân. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con thành kính lĩnh lễ ơn đức Tam Bảo, ơn đức Phật, ơn đức Pháp, ơn đức Tăng. Con tu nữ Như Pháp thành kính lĩnh lễ thượng tọa Minh Hạnh và cảm ơn cô Pháp Muôn Lào Cai. Đại đức Tị Đức cùng chư tôn đức hiện diện trong đạo tràng. Như Pháp kính lễ quý bà quý cô tu nữ. Như Pháp kính chào Buông Bỏ, mến chào cô Cẩm Vân, mến chào Thi An Lạc, mến chào cô Soạn Đông, kính chào Hiển Mộng, mến chào Hữu Châu Khoa, kính chào IQ em đó, kính chào cô Pháp Muôn Lào Cai. Một lần nữa kính lãnh lễ chư tôn đức Như Pháp kính chào đạo tràng. Sa thú lành thai, chúng con thành kính lãnh lễ chư ân thượng tọa Minh Hạnh đã từ bi hoan hỷ thay mặt chư tôn đức tăng truyền trao tâm quy ngũ giới đến hàng Phật tử của chúng con. Như Pháp xin thay mặt đạo tràng kính cảm ơn cô Cẩm Vân đã thay mặt đạo tràng lễ bái Tam Bảo và thọ trì quy giới, và cảm ơn cô Soạn Đông cho Như Pháp biết được tín hiệu. Như Pháp cũng xin thay mặt đạo tràng kính cảm ơn cô Soạn Đông đã mở rừng cho đạo, bà cho đạo tràng thính pháp, và kính chào anh chị Phan Quang Liêm về vào đạo tràng. Nam mô Bụt Tha Giá. Và con thấy có đại đức Tệ Đức vào đạo tràng, và con xin thay mặt đạo tràng cung thỉnh đại đức Tệ Đức, nếu sư có trước máy sư cho con một tín hiệu để tiên phong ông bài pháp quốc kinh số 253. Và sư có, và sa thú đành thai, và Như Pháp cũng kính mến mời cô Soạn Đông, mời cô Cẩm Vân, mời cô Pháp Muôn Lào Cai, và mời tất cả những vị trong đạo tràng, vị nào có thể cầm bích thì xin đưa bàn tay xinh đẹp của mình lên ạ. Dạ, con kính nhân bích đến sư. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con thành kính đến lễ ân đức Bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng. Con thành kính đến lễ thượng tọa Minh Hạnh cùng chư tôn đức tăng đang hiện diện trong đạo tràng. Kính chào quý bà quý cô tu nữ, mến chào toàn thể đạo tràng. Con xin được ôn bài kinh Pháp Cú câu số 253. Paravaccha nupassissa nicchang uccana sannino asawatat sawathanti araso asawakhaya. Ai thấy lỗi của người thường sanh lòng chỉ trích,
Người ấy lậu hoặc tăng, rất xa lậu hoặc diệt, là bản dịch của Ngài Hòa Thượng Thích Minh Châu. Những ai chăm thấy lỗi người, dễ sanh ác ý, nói lời dèm pha, người như vậy còn rất xa, xa đường thiện trí, xa nhà hiền nhân, là phổ thơ của Ngài Hòa Thượng Dích. Dạ con xin trả. Bara vaca nupasesa nicang ocha nasan nino asa wata sawatante araso asa wakhaya. Bara vaca nupasesa nicang ocha nasan nino asa wata sawatante araso asa wakhaya. Bara vaca nupasesa nicang ocha nasanyino asa wata sawatanti araso asa wakhaya. Dạ con xin hết. Kính mời cô phát nguồn Lào Cai tiếp theo ạ. Con kính tri ân đại đức vệ đức ạ. Dạ, con kính hành lễ ba ngôi tam bảo pháp và năng. Con kính hành lễ thượng tọa minh hạnh đại đức vệ đức. Con kính lễ cô tu nữ Như Pháp. Con xin kính chào toàn thể đạo tràng. Cảm ơn cô Như Pháp cho biết tín hiệu tốt. Cảm ơn cô dạng đồng cho bài. Dạ, con xin phép được đọc bài câu pháp cú 253. Paravacchanupasisa nicchang ucchana sanyino asavata savantanti araso asavakkaya. Paravacchanupasisa nicchang ucchana sanyino asavata savantanti araso asavakkaya. Ai thấy lỗi của người thường sanh lòng chỉ trích, người ấy lậu hoặc tăng, rất xa lậu hoặc diệt. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Những ai chăm thấy lỗi người, dễ sanh ác ý, nói lời dèm pha, dường như vậy người như vậy còn rất xa, xa đường thiện trí, xa nhà hiền nhân. Bản dịch của Hòa Thượng Giới Đức. Con xin phép được kể. Paravacca upasisa nicchang ucchana sanyino asavata savantanti araso asavakkaya. Paracchanupasisa nicchang ucchana sanyino asavata savantanti araso asavakkaya. Ai thấy lỗi của người thường sanh lòng chỉ trích, người ấy lậu hoặc tăng, rất xa lậu hoặc diệt. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Những ai chăm thấy lỗi người, dễ sanh ác ý, nói lời dèm pha, người như vậy còn rất xa, xa đường thiện trí, xa nhà hiền nhân. Bản dịch của Hòa Thượng Giới Đức. Dạ con đã đọc xong, con xin phép mời vị kế tiếp ạ. Cảm ơn cô dạng đồng ạ. Con kính tri ân thượng tọa minh hạnh. Sa thú. Sa thú. Sư Pháp Nguồn Lào Cai. Con kính lãnh lễ ba ngôi tam bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp và ân đức Tăng. Con kính lãnh lễ chư tôn đức trong đạo tràng. Con kính lãnh lễ thượng tọa minh hạnh đại đức Tuệ Đức, cô tu nữ Như Pháp. Con kính chào đạo tràng. Kính cảm ơn quý vị cho biết tín hiệu nghe rõ. Sau đây con xin kính đọc câu pháp cú số 253. Paravacca nupasisa nít chân ui cha hà na sam ni no a sa wa ta sa wa thần tí a ra so a sa wa kha ya.
bara vai cha nu ba si sa nít chăng ui cha na sam ni no a sa wa ta sa wa tham tí a ra so a sa wa kha ya bara vai cha nu ba si sa nít chăng ui cha na sam ni no a sa wa ta sa wa tham tí a ra so a sa wa kha ya. Ai thấy lỗi của người thường sanh lòng chỉ trích, người ấy lậu hoặc tăng rất xa hoặc diệt. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Barawat cha nu bát sít xá nít chẳng ôi cha na sa ni no a sa wa ta sa wa tham tí a ra so a sa wa kha ya. Những ai chăm thấy lỗi người dễ sanh ác ý dèm pha, người như vậy còn rất xa đường thiện trí xa nhà nhận như đức. Kính mời. Dạ, sa thủ kính cảm ơn Sức Trọng Đồng. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Thầm Ma Giá, Nam mô Sân Khà Giá. Con kính đảnh lễ Đức Phật, con kính đảnh lễ Giáo Pháp, con kính đảnh lễ Đức Tăng, con kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, Đại Đức Tuệ Đức cùng Chư Tôn Đức. Kính chào quý cô, tu nữ, quý đạo hữu trong room. Con xin đọc ôn bài Pháp Cú số 253. Bá rá quát cha nú bá chít xá nít chăng út cha ná sân ní nô a xá hòa tát xá quát thành tí a ra sô a xá quát khá già. Bá rá quát cha nú bá chít xá nít chăng út cha ná sân ní nô a xá hòa tát xá quát tham tí a ra sô a xá quát khá già. Pa ra quát cha nú pát xít xá nít chăng út cha ná sân nhí nô a xá hòa tát xá quát tham tí a ra sô a xá quát khá già. Ai thấy lỗi của người thường sanh lòng chỉ trích, người ấy lậu hoặc tăng rất xa lậu hoặc diệt châu. Những ai chăm thấy lỗi người dễ sanh ác ý nói lời về người như vậy còn rất xa xa đường thiện trí xa nhà hiền nhân. Bản phổ thơ của Hòa Thượng. Dạ, cảm nhận đã ôn bài xong. Mến mời bàn tay của Như Phạm. Dạ, mến mời quý vị nha. Dạ, sa thu cô Cẩm Vân. Dạ, Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Thăng Mai á, Nam mô Sang Khai á. Con kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, Đại Đức Tuệ Đức. Con kính lễ cô tu nữ Như Pháp. Con kính chào toàn thể đạo tràng ạ. Con xin ôn câu pháp cú 253. Pa ra wa cha nu pa si sa nik chang u cha na san ni no a sa wa ta sa wa thành tí araso asawa khaya. Ai thấy lúc của người thường sanh lòng chỉ trích, người ấy lậu hoặc tăng rất xa lậu hoặc diệt. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Những ai chăm thấy lỗi người dễ sanh ác ý nói lời gièm pha, người như vậy còn rất xa xa đường thiện trí xa nhà hiền nhân. Bản dịch của Hòa Thượng Giới Đức. Dạ, con xin kính dâng mic cho đạo tràng.
Dạ, đâu có ai cầm mít đâu mà pháp quân Lào Cai nghe. Trời ơi, bữa nay Nhung Phạm gì mà trả bài nhanh quá. Nhung Pháp mới thấy Nhung Phạm cầm mít, Nhung Pháp chạy ra quay vô không kịp luôn. Anh xin lỗi Đạo Tràng. Dạ, Nam Mô Bụt Thà giá, bữa nay Nhung Phạm giỏi quá, đọc lẹ quá. Dạ, kính mời bàn tay quý vị nha, Pháp Nguồn Lào Cai và Nhung Phạm, nếu có thể thì xin đưa bàn tay lần nữa nha. Dạ, bây giờ rồi thôi, mời Pháp Nguồn Lào Cai đi, như Pháp trả bài sau. Dạ, có bàn tay của Pháp Nguồn rồi, mời Pháp Nguồn nha. Dạ, con cảm ơn cô đã nhường mic cho con. Dạ, con xin phép được ôn cô Pháp Cú 253. Cảm ơn cô Cẩm Vân đã cho bà cho cái tín hiệu âm thanh tốt ạ. Cảm ơn cô Như Pháp. Con xin phép được ôn bài. Parawaccha nupasisa nicchang uccha na sanh ni no asawa tassa watthanti araso asawakkhaya parawaccha Chánupassisa nicchang uccha na sanyino asavatassavanthanti araso asavakkhaya. Ai thấy lỗi của người thường sanh lòng chỉ trích, người ấy lậu hoặc tăng rất xa hoặc diệt. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Những ai chăm thấy lỗi người, dễ sanh ác ý nói lời gièm pha, người như vậy còn rất xa, xa đường thiện trí, xa nhà hiền nhân. Bản dịch của Hòa Thượng Giới Đức. Xin phép được kể. Parawaccha nupassisa nicchang uccha na sanyino asavatta savantanti araso asavakkhaya. Parawaccha nupassisa nicchang uccha na sanyino asavatta savantanti araso asavakkhaya. Ai thấy lỗi của người thường sanh lòng chỉ trích, người ấy lậu hoặc tăng rất xa lậu hoặc diệt. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Những ai chăm thấy lỗi người, dễ sanh ác ý nói lời gièm pha, người như vậy còn rất xa, xa thiện trí, xa nhà hiền nhân. Bản dịch của Hòa Thượng Giới Đức. Dạ, con đã ôn bài xong, con xin phép xuống mic mời một vị kế tiếp ạ. Cảm ơn cô Dạng Đông. Cảm ơn Nhung Phạm. Cảm ơn cô Như Pháp. Nhà sa thủ kính cảm ơn cô Pháp Nguồn Lào Cai. Nhung Phạm ơi, Nhung Phạm có muốn ôn bài lần thứ hai không? Alo, Nhung Phạm. Rồi, mời Nhung Phạm nha. Dạ, sa thủ cô Như Pháp ạ. Con xin ôn lại bài câu pháp cú ạ. Nam mô Bụt Thaya, Nam mô Thăng Maya, Nam mô Sanghaya. Con kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, ân Đức Phật, ân Đức Pháp, ân Đức Tăng. Con kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, Đại Đức Tuệ Đức. Con kính lễ cô tu nữ Như Pháp. Con kính chào Đạo Tràng. Con xin ôn bài câu pháp cú 253. Parawaccha nupassisa sisa nít chăng u ha u cha na sanh nhĩ nô a sa wa ta sa wa thần ti a ra so a sa wa kha ya. Ai thấy lỗi của người thường sanh lòng chỉ trích, người ấy lậu hoặc tăng rất xa lậu hoặc diệt. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Những ai chăm thấy lỗi người, dễ sanh ác ý nói lời gièm pha, người như vậy còn rất xa, xa đường thiện trí, xa nhà hiền nhân.
bản dịch của Hòa Thượng Giới Đức ạ. Dạ con xin hết ạ. Con xin kính dâng mic lại cho vị kế tiếp ạ. Dạ, sa thú kính cảm ơn Dung Phạm. Nam mô Bụt Tha. Dạ. Dạ, cảm ơn cô Đăng Đông. Cảm ơn Pháp Nguồn Lào Cai. Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ. Chư Tôn Đức và Như Pháp kính chào đạo tràng. Dạ, con xin được ôn bài câu pháp của kinh số 253. Cảm ơn cô Đăng Đông cho bài học. Paravacca nu masisanit chang uccana sanno asavata savatthanti araso asavakkhaya. Paravacca nu masisanit chang uccana sanno asavata savatthanti araso asavakkhaya. Thina ơi, Thina chuẩn bị nha, Như Pháp đọc mấy lần rồi đã chờ Thina này, chờ cô Trần Đạo đó nha, chưa có trễ giờ nha Thina. Ai thấy lỗi của người thường sanh lòng chỉ trích người ấy lậu hoặc tăng rất xa lậu hoặc diệt. Và đây là bản chữ ngữ của Ngài Hòa Thượng Minh Châu. Bà rát qua cha nụ bà xê xa nê chan hô cha na san ni no a sa wa ta sa wa than te a ra so a sa wa kha ya ma ra wa cha nu ma de sa ni cha nu cha na san ni no a sa wa ta sa wa than te a ra so a Sa-wat-kha-ya. Những ai chấp thấy lỗi người dễ sanh ác ý nói lời dèm pha, người như vậy còn rất xa, xa đường thiện trí, xa nhà hiện nhân. Và đây là bản phổ thơ của Hòa Thượng Giới Đức. Con thành kính đảnh lễ tri ân chư Tôn Đức Như Pháp kính cảm ơn đạo tràng. Thina chuẩn bị chưa? Xong chưa Thina? Đưa bàn tay ôn bài được không? Cầm mic đảnh lễ và chào đạo tràng luôn, khỏi chát. Rồi, sa thú mời Tina nha. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo. Con kính đảnh lễ quý sư, quý bà, quý cô, tu nữ. Con kính chào đạo tràng. Con xin phép được đọc bài câu pháp cú số 253. Paravacca Nupassisa nityang uccana sannino asavatassa vattanti araso asavakkhaya. Paravacca nupassisa nityang uccana sannino asavatassa vattanti araso asavakkhaya. Ai thấy lỗi của người thường sanh lòng chỉ trích, người ấy lậu hoặc tăng rất xa lậu hoặc diệt. Của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Vārāo vācca nupassisa nityang uccana sannino asavatassa vattanti araso asavakkhaya. Dễ sanh ác ý nổi lời dèm pha, người như vậy còn rất xa, xa đường thiện trí, xa nhà hiền nhân của Hòa Thượng Giới Đức. Dạ, con đã đọc xong. Con kính tri ân quý sư, quý bà, quý cô, tư nữ và đạo tràng. Con kính mời vị kế tiếp.
Dạ, sa thú cảm ơn Thi Na. Dạ, mến chào cô Trần Đạo vừa vào đạo tràng. Ồ, cô Trần Đạo vào đạo tràng mà đang bận không cầm mic được. Dạ. Dạ, kính chào ngào sắc của chị vào đạo tràng. Dạ, tại biết sao mà Như Pháp mà mời quý vị lên ôn lần hai không? Tại vì Thượng Tọa Tuệ Quyền đã cho hay là không phải Thượng Tọa Tuệ Quyền cho hay mà Đại Đức Tịnh Đạt cho Như Pháp hay là sẽ Thượng Tọa Tuệ Quyền vào giảng trễ 15 phút. Nên Như Pháp quý vị đọc bài thoải mái luôn. Nên Như Pháp sợ Tina vào rồi thấy hết giờ không ôn bài nên là lật đật phải nói trước. Chứ đúng lý là không được nói trong khi ôn bài. Nhưng mà sợ rồi Tina không chuẩn bị nên là vào xong rồi không có chuẩn bị nên không ôn bài. Dạ. Yeah. Bây giờ là còn 5 phút nữa. Bây giờ tính sao đây cô Rạng Đông? Dạ, cô Rạng Đông tính sao? Mời cô Rạng Đông, mời cô Cẩm Vân lên ôn bài tiếp hay là trả tiếp ha? Rồi, mời cô Rạng Đông lên tiếp còn 5 phút nữa thôi. Dạ, rồi mời cô Rạng Đông. Dạ, sa thú cô Nguyên Pháp. Sau đây con xin kể tiếp câu pháp cú số 253. Bārāvat ca nu bāsissā nicchaṃ uy ca na saṃ yino āsavā tassavā thaṃ tī āraso āsavā kāyā. Bārāvat ca nu bāsissā nicchaṃ uy ca na saṃ yino āsavā tassavā sāvā thaṃ tī Araso Asawat Kaya Parawat Chanubasisa Nichang Uy Chahana San Nino Asawat Asawat Thanti Araso Asawat Kaya. Ai thấy lỗi của người thường sanh lòng chỉ trích, người ấy lậu hoặc tăng rất xa là hoặc diệt. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Bārāvat ca nu bāsissā nicchaṃ uy ca na saṃ yino āsavā tassavā thaṃ tī āraso āsavā kāyā. Những ai chăm thấy lỗi người dễ sanh ác ý nói lời dèm pha, người như vậy còn rất xa, xa đường thiện trí, xa nhà hiền nhân. Bản dịch của Hòa Thượng Duy Đức. Dạ, không biết mời ai nữa ạ. Rạng Đông xin xuống bích nha. Dạ, mời Thi Na cầm mic ra ơi, sư online, sư chưa có vào đạo tràng, học sư vào sư cũng phải còn ổn định đường truyền, mời Thi Na nha.
không biết là Thina buông mic hay là không cầm mic được mà không có nghe Thina ơi. Dạ. Còn đối nữ như pháp thành kính lãnh lễ thượng tọa tuệ quyền vừa quan năm vào đạo tràng. Dạ, sa thú lành thai. Chúng con thành kính lãnh lễ tri ân đại đức tuệ đức đã từ bi hoan hỷ tiêu phong ôn bài pháp của kinh số 252 như pháp kính cảm ơn tất cả đạo tràng. 253 và như pháp kính cảm ơn tất cả đạo tràng đã hoan hỷ ôn bài mà không phải ôn một lần mà ôn tới hai lần. Rất là hoan hỷ với quý vị. Dạ, bây giờ thì cũng đã đến giờ ông học bài mới câu pháp của kinh số 254. Như pháp kính mời đạo tràng cùng với như pháp lắng tâm thanh tịnh cung thỉnh pháp sư trước khi đạo tràng chúng ta được thượng tọa tùy quyền giảng dạy bài học ngày hôm nay. Nam mô Bụt Tha Dạ, Nam mô Tham Ma Dạ, Nam mô Sang Tha Dạ. Nam mô Ta Sa Pha Ga Va To A Ra Ha To Sam Ma Sam Bụt Tha Sa. Nam mô Ta Sa Pha Ga Va To A Ra Ha To Sam Ma Sam Bụt Tha Sa. Nam mô Ta Sa Pha Ga Va To A Ra Ha To Samma Sambuddhassa. Hàng thiện tinh mãi mê trần cảnh, nghiệp bộn bề nặng gánh lo. Ít khi tâm trì rảnh rang, não phiền kết bồ sẵn tham còn nhiều. Nghe chánh pháp như người được ngọc ngã, nghe pháp nhiều chư Phật gợi khen. Phước sanh trí tuệ vô biên, đường đi sáng tỏ nhân duyên rõ ràng. Thịnh pháp sư đăng đàn thuyết giáo, quỳ nơi đây tâm đạo tinh thành. Ngưỡng mong chánh pháp thịnh hành, ngưỡng cầu thâm nhập đạo lành như nay. Nam mô Bụt Tha Dạ, dạ đạo tràng chúng con đang trang nghiêm thanh tịnh. Con xin thay mặt đạo tràng thành kính lãnh lễ cung thỉnh thượng tọa tuệ quyền bi hoan hỷ cho chúng con được học bài học ngày hôm nay là câu pháp của kinh số 254. Như pháp chính chúc đạo tràng một buổi học pháp được an vui tiến hóa. Dạ con kính nhân mít đến sư ạ. Nam mô Bụt Tha Dạ, Nam mô Tham Ma Dạ, Nam mô Sang Kha Dạ. Giờ đại chúng nghe rõ. Dạ, cảm ơn quý vị. Chúng tôi cũng có báo cho quý vị, lẽ ra thì chúng tôi cũng sẽ khó có thể giảng, nhưng điều mà chúng tôi cũng tranh thủ. Bởi vì khi mà vào hạ đó thì chúng tôi đọc hai cái bài kinh rất là dài, là bài kinh Tham Ma Chắc, tức là bài kinh Diệu Pháp Luân và bài kinh Vô Ngã Tướng Kinh. Và sau đó cả nghĩa Việt nữa, cho Phật tử chúng tôi cũng đến đọc rất là đông. Và sau đó thì cho họ ngồi thiền một chút xíu, thì khoảng chừng 10 phút, 15 phút. Hôm nay chúng tôi đi cứ như làm đó, nó tóm tắt lại cái ngay cái giờ giảng. Và nó chúng tôi xuống có nói trước là khoảng chừng 7 giờ 15 chúng tôi mới vào rung được. Thì vào cái ngày giờ này thì quý vị quan hỷ thông cảm cho ba tháng hạ dùm. Thì cũng là cái ước nguyện của chúng tôi tụng đọc kinh văn nó như vậy. Và trong 3 tháng hạ thì đọc hai cái bài kinh quan trọng đó. Và xin bắt đầu cáo lỗi quý vị. Quý vị phải chờ một chút xíu, dạ, kêu việc đó phải, bởi nó cũng vào tình huống kẹt, dạ. Dạ, xin bắt đầu vào thời giảng. Kính lễ đến Thượng Tọa Minh Hạnh Đại Đức Tuệ Đức cùng Chư Tăng Đàn hiện diện, thân chào đến quý cô nữ cùng chư Phật tử. Dạ, xin bắt đầu vào thời giảng. Arahang Samma Sambuddho Phakkawa Buddhang Phakkawantang Apiwa Demiswa Khato Phakkawata Thammo Thammang Namasami Supatipano Phakkawato Sávakasangho Sankhang Namami. Chúng đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý tán dương ân đức Tam Bảo là Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo, nguyện nhờ quy lực Tam Bảo hàng giới hộ đến chư tôn đức tăng, quý tu nữ cùng chư Phật tử luôn được an lạc trong chánh pháp. Nam mô Bụt Tha Dạ. Dạ kính bạch quý ngài, kính thưa quý vị, hôm nay câu pháp cú số 254 không có dấu vết ở trong không trung, không có sa môn ở ngoài bên ngoài giáo pháp, người đời thích thú với các pháp thế tục,
các đấng Như Lai không còn các pháp thế tục, hay là Hòa Thượng Minh Châu dịch rằng hư không không dấu chân, ngoài đây không sa môn, chúng sinh thích thế lượng Như Lai hí lượng trừ. Hư không chẳng có vết chân, bên ngoài chẳng có sức trần sa môn, chúng sinh hí lượng Na Ngôn Như Lai hí lượng sạch trân sạch lào. Dạ, đó là của Hòa Thượng Như Đức. Thì kính thưa quý vị, cái câu này là Akasa. Cái đầu tiên chúng ta có một hợp âm Akase Padang Nathi Samano Nathi Pahire Papancha Phirata Pacha Nip Papancha Tathagato Akase Padang Nathi. Không có vết chân, chú lệ ở không trung. Ở đây cái chữ Padá Akasa là bầu, nó là một danh từ nam tính. Padá, một danh từ trung tính. Padá Padang là chi theo đối cách. Ở đây là không có, không có cái gì. Tức là bầu trời. Và cái chữ Padang là có nghĩa là vết chân hay là dấu chân. Còn gọi là Bá Đá là câu cú nữa đó. Tha Má Bá Đá, Tha Má Bá Đăng cũng từ cái chữ Bá Đá này nè. Thì chúng ta được cái chữ AKC, còn chữ Nát Thí là một bức biến từ. Nói vậy thôi. Không, AKC là bầu trời. AKC quá. Và còn chữ Nát Thí mới là không có. AKC là bầu trời. Ở trên, ê quá. AKC ở đây là ê quá. Tức là tức là ở trên trời đó thì không có, không có dấu chân. Tiếp theo cái chữ Samano Nathi Bahire. Cái chữ Samana là Samon, danh từ nam tính, vị ngữ Á. Bahire là một trạng từ, tức là bên ngoài, hay là một tỉnh từ cũng được, ở ngoài, ở bên ngoài thì là một trạng từ, mà ngoài ra đó có nghĩa là ở phía ngoài đó thì nó là một tỉnh từ. Thì ở bên ngoài, ở bên ngoài cái gì? Ở bên ngoài tức là ở ngoài giáo pháp của Phật, không có sa môn. Cái chữ ba bành cho phía ra ta ba cha ba bành cha phía ra ta cộng áp phía ra ta ba bành cha là một danh từ nam tính, nói đến các cái pháp thế tục hay truyền cái hay sự trói buộc. Áp phía ra tí nói về danh từ nữ tính, cái sự thích thú, cái sự thỏa mãn. Tức là đối với cái người đời thì thích thú với cái dục trần hay là các cái pháp thế tục. Nếp bắp bành cho tạch tha gà tô. Chữ nếp bá là từ cái căn nếp cộng với bắp bành chá. Mà nãy bắp bành chá đó, bắp bành chá có nghĩa là các pháp thế tục đó. Tạch tha gà tá là các đấng Như Lai. Các đấng Như Lai ní pháp bành chá từ cái tiếp đầu ngữ ní này là nghĩa là bỏ, đã rời bỏ cái thế tục rồi. Tất tha cái tá, cái chữ cái tá này cũng là đã đi đến cái bờ bên kia, đã thành tựu cái bờ bên kia, cho nên các đấng Như Lai đã từ bỏ các cái pháp thế gian. Ủa thì không nghe rõ hả? Nghe rõ chưa sư cô Như Pháp à? Nghe rõ là chưa? Thì chúng tôi bật cái cây quạt, cái nó hơi ồn.
Dạ, cảm ơn cô Nhung đã nghe rõ rồi hả? Thế ở đây là không có vết chân ở trong không trung, ở trong hư không, không có sa môn ở bên ngoài giáo pháp. Người đời thì thích các cái pháp thế tục, còn đến Như Lai thì đã không còn các cái pháp thế tục. Chúng ta nhớ như vậy. Thì ở đây nè, như điều mà ở đây dịch vô, tức là đây là nói các pháp thế tục, thì trong đó các cái pháp thế tục này hay các cái pháp hí luận, mà nếu chúng ta xài từ hí luận thì nó có nghĩa là nó là khác. Nhưng các cái pháp với đời, ở đời thì thích coi như là thích về cái sắc đẹp tiếng hay, mùi thơm vị ngon sục lạc, hay là thích cái ở đời, tức là thích về cái dính mắc của dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Nhưng Như Lai thì vượt ngoài cái giá trị đó. Dạ, thì đây chính là cái câu phó cú mà chúng tôi đã thích nghĩa. Thì dựa trên cái cái từ thôi, còn khi mà người mà chuyển dịch vô, chuyển âm vô thì nó có nhiều thứ lắm quý vị. Dạ. Rồi. Thì cái câu chuyện này cũng rất là đặc biệt. Đó là Thích Nghĩa và Duyên Sự. Câu này thì khi Đức Phật ở tại Kusinara, đề cập đến du sĩ Suvaddha là người đệ tử cuối cùng á, khi ngài ngọ thiền trên giường, khi ngài nằm ở trên cái giường của Manlat ở tại xứ Palawatana, tương truyền rằng trong thời quá khứ, khi em trai của Suvaddha trong cái mùa lúa đã làm phước cúng dường 9 lần, nhưng sản phẩm đầu tiên thì chính Suvaddha không là thích làm phước mà cứ trì hoãn mãi. Nhưng rốt cuộc thì cũng làm phước, do đó ông không gặp được Đức Phật trong thời giác ngộ đầu tiên và thời giác ngộ giữa. Tuy nhiên vào lúc hậu thời, vào thời giác thì Đức Uẩn Sư sắp nếp bàn, thì Suvaddha tự nghĩ: ta vẫn sẽ thắc mắc về ba nghi vấn mà ta chưa hỏi Sa Môn Gotama, vì ông ta còn quá trẻ, nhưng bây giờ thì ông ta sắp viên tịch, nếu ta không hỏi thì sau này sẽ hối tiếc. Khi ông đi đến gặp Bậc Đầu Sư, ngài A Nan ngăn cản ông ta, nhưng Đức Phật đã cho phép ông ta. Dịp mai cuối cùng, ngài bảo ngài A Nan: đừng ngăn cản Suvaddha, hãy cho thầy ấy vào gặp Như Lai. Nghe vậy, Suvaddha vén màn bước vào trong ngồi tại cái chân giường của Đức Thế Tôn và hỏi ba câu hỏi rằng: thưa Sa Môn Gotama, hư không có dấu vết gì, có dấu vết gì chăng? Ngoài Phật pháp có Sa Môn chăng? Pháp vô vi có thường tồn chăng? Thì Đức Thế Tôn đã chỉ rõ những vật ấy là không thật hữu, không thật hiện hữu, và ngài dạy rằng hư không không dấu vết, ngoại đạo không Sa Môn, chúng sinh thích hư vọng, Như Lai vọng diệt trừ. Hư không không dấu vết, ngoại đạo không Sa Môn, hữu vi không thường trú. Chư Phật không loạn động. Ở đây theo cái chú giải đó, cái chữ ba đá ở trong hư không này là cái dấu vết, không có dấu vết của ai mà để lại hết, hiển lộ, vì không có màu sắc hình dáng được ở trong hư không, như dấu chân chim thì không có thể tìm được. Ngoài giáo pháp của Như Lai không có bốn hạng Sa Môn, bốn đạo bốn quả. Cái chỗ này hay vô cùng. Bahino. Thấy chưa, cái chữ Bách Cha. Hồi nãy chưa, cái chữ Bách Cha chúng tôi đoán là chính xác. Trên thế gian này, vui thích trong những cái pháp chướng ngại cho cái sự giải thoát, nhất là ái dục tham ha, thì đó đối với chúng sinh, nhưng Như Lai thì đã vượt qua. Dạ. Thì kính thưa quý vị, đây là một cái câu kinh hết sức là đặc biệt. Nói đến Suvaddha đến hỏi Phật giờ phút cuối cùng, và Suvaddha cũng là vị đệ tử cuối cùng của Đức Phật để tiếp độ Suvaddha, chúng ta nhớ như vậy nhé. Thì sau cái thời, sau khi của cái thời pháp, Suvaddha đã chứng A-na-hàm, tứ chúng hiện diện cũng được hưởng nhiều cái lợi ích. Dạ. Suvaddha này chần chờ không hỏi Đức Phật, chờ cơ hội,
và bỏ qua, và cuối cùng ông vẫn có thể hỏi được Đức Phật. Thì hôm nay hư không không dấu chân. Làm cái câu này nhớ chúng tôi nhớ một cái câu mà câu Pháp Cú Kinh cũng rất là hay. Hư không không dấu chân. Cái sự thọ dụng của bậc xuất gia đối với cái chuyện mà cúng lễ của các hàng tín thí, nó không làm cái sự sa sút, không có vắt sữa cạn, coi như là con chim nó bay trên hư không và nó không lưu lại cái dấu chân của nó, không gây lại một cái phiền tối đau cho người ta cúng cho mình, mà nó không đưa đến một cái mà phải nợ nần, phải thiếu thốn vân vân. Nó không có đau buồn. Ở đây hư không không có dấu chân, không có vết chân. Cái điều thứ hai, ngoài ra cái giáo lý của Đức Phật không có bốn đạo bốn quả, hay vô cùng. Bởi ra ngoài ra không có bốn đạo bốn quả ở trong pháp của Đức Phật. Cái này tôi chịu quá quý vị. Ở đây khi mà chúng ta biết, khi mà hiểu được kinh văn như vậy đó, thì chúng ta dẫu cho ai mà có giới thiệu như thế này, xảo như thế kia, là chúng ta biết Phật đã nói rồi. Mà trong giáo pháp của chính Ngài là thế nào, là giáo pháp của chính Đức Phật là Bodhipakkhiya, 37 pháp trợ đạo Bồ Đề, hàm tận nhờ chiết bán, hay có thể nói nêu bậc cao giáo lý tứ đế, chính là giáo pháp của Ngài, chứa đựng hàm tận chiết bán 84.000 pháp ngôn nằm ở trong tứ đế. Nói về nghe, quý vị nghe lạ quá không? Nhưng cái thời pháp đầu tiên độ cho anh em, năm vị anh em Kiều Trần Như, mà lần đầu tiên Đức Phật Thâm Ma Chắc Cấp Bảo Quách Tài Năng vận chuyển bánh xe Pháp Luân Vương ở tại vườn Nai, cũng là cái thời pháp mà đại diện cho tất cả các cái thời pháp khác. Điều chi tiết rút trên những cái lý chia sẻ này, bởi vì Đức Phật xuất hiện ở trong cuộc đời chỉ có chỉ đưa ra hai cái điều mà để trình bày sự khổ và trình bày về cái sự diệt khổ. Đây là sự thật, đưa lên sự khổ và trình bày cái sự diệt khổ, con đường chấm dứt khổ, nêu sự khổ và đưa ra con đường đưa đến chấm dứt khổ. Thế đây, ngoài giáo pháp của Đức Phật hay ngoài 37 pháp trợ đạo Bồ Đề, hay nói một cách tức là căn bản hơn, tức là trong 84.000 pháp môn đó, kinh lực luận đó dựa trên tứ đế mà phát huy. Chúng ta đừng có chạy theo cái lý của ở bên cái lý của giáo lý đại thừa cho rằng tứ đế dành cho các hạng tinh văn là chúng ta coi chừng chúng ta bị sụp hầm đó. Chúng ta phải cẩn trọng chuyện đó. Thì ở đây chính Đức Phật ngày xác định cho Suphada rằng trong giáo pháp của Ngài, ngoài ra giáo pháp của Ngài thì không có bốn đạo bốn quả sa môn. Đây là một giá trị xác chứng sự thật. Cho nên vì vậy chúng ta an tâm mà chúng ta tu tập, chúng ta an tâm mà chúng ta nếu như đi theo Phật, học theo Phật, nghe theo Phật, vâng lời Phật, thì chúng ta sẽ tu tập theo Phật một cách chuẩn xác và không có bị sai lệch. Chúng tôi nói thẳng cho quý vị nghe, không có bị sai lệch, mà nó rất là rõ ràng, nó rõ như ban ngày. Cho nên vì vậy nếu chúng ta tu thì chúng ta mới thấy chạy lên quanh lòng vòng gì không bay qua khỏi bàn tay của Phật tổ đâu. Đối với chúng sinh đó, nó cũng dễ lắm. Chúng sinh đó thì người ta luôn luôn chấp theo
sắc đẹp, tiếng hay, mùi thơm, vị ngon, xúc lạc. Người ta chạy theo cái đó là cuộc đời. Nhưng chư hiền thánh tăng và chính Đức Phật thì các ngài đã dứt trừ cái vọng niệm và dứt trừ cái lòng tham ái của dục giới, của sắc giới và vô sắc giới, hay là các triền phược, các kiết xứ, thượng phần, hạ phần kiết xứ đã được đoạn tận. Hay vô cùng, các ngài không còn một cái sự khổ đau ở trong vòng sanh tử. Và những cái kiểu, cái những cái mà dầu cho nếu chúng ta sẽ tự hí luận hay là nói những cái chuyện mà nó để mà nó mang tính tức là trình bày hay là có một cái biện luận gì đi, thì ở đây nhiều lời, nhiều trình bày, nhiều thứ, thì Đức Phật này cùng chư hiền thánh tăng đời tranh với Như Lai, chứ Như Lai không có tranh với đời. Người ta bắt bẻ, người ta so sánh như thế này và so sánh như thế kia. Trong cuộc truyền đạo từ xưa tới nay, đạo Phật của chúng ta chưa hề bao giờ truyền giáo đến một xứ nào, đến một cái nơi nào mà dùng một cái binh đao chiến lược, một cái chiến lược gì, mà vũ khí gì mà để bắt người khác phải quy phục, phải đi theo, mà bằng một tinh thần tự giác, bằng một tinh thần tự hiểu và tự tu của mọi người. Hay như vậy đó. Một cái giáo lý mà từ bi trí tuệ truyền qua bao đời, bị nhiều cái giáo phái khác sát hại, giết, dẹp bỏ, nhưng điều Phật pháp cũng dần ấy, rồi mất đi một thời gian, rồi xuất hiện trở lại, vẫn tồn tại trở lại trên những cái vết tích, trên những cái dấu ấn đó mà phát huy cho tới ngày hôm nay. 25 thế kỷ, gần 26 thế kỷ trôi qua, Phật pháp vẫn đang phát triển như thuở nào. Vẫn đang phát triển như thuở nào, không bao giờ có một cái sự xoay chuyển, thay đổi. Cho nên vì vậy, nếu chúng ta có cái sự tu tập, thì chúng ta mới hiểu được rằng ngoài ra giáo lý của chính ngài không có bốn đạo bốn quả, là chắc không có cái chuyện hí luận lộn xộn lung tung lang tang mà người ta trình bày những cái bài tu phải tu theo như thế này, phải như thế kia, hoặc là ta phát hiện ra một cái lực tu này, một cái ý niệm tu đó, thì tất cả đó là giai thủy hết, nó hư vọng hết, nó thật không đúng đắn. Cho nên tất cả chúng ta khi tu tập Phật pháp, chúng ta phải cẩn thận chỗ này. Không phải cái gì người ta cũng nói đóng cái mạc là Phật dạy là chúng ta nghe hết. Mà Phật dạy, dạy ở đâu? Dạy cái gì? Ở kinh nào? Ai nói? Nó phải có một nguyên bản, nó phải có một nguyên thủy, nó phải có một cái khởi điểm. Chứ không phải là nói sao rồi nghe vậy. Người ta nói sao rồi mình nghe vậy. Nói rồi cứ hội đồng mà nghe theo. Đây là chúng ta không có một cái chánh tư của mình, không có một chánh kiến và chánh tư của mình để mà chúng ta có lập trường, phải hiểu biết một cách rõ. Đạo Phật không phải làm cái đạo chỉ ăn hiền ở lành bình thường rồi làm lành tránh dữ hết chuyện, hay là sống một cuộc đời sống coi như là không có hại, không có sát giết, không có làm một cái gì đó cho người ta, chỉ như thế thôi. Hay hoặc là ăn hiền ở lành là đủ rồi, không phải như vậy. Đạo nào cũng là đạo, cũng dạy ăn hiền ở lành, cho nên mình sống tốt, theo lời Phật là dạy vậy cũng được, không có dạy, Phật cũng dạy vậy. Những cái điều đó chỉ là những cái điều thiện, những cái mà chúng ta chỉ chúng sinh sống có một cái sinh hoạt với nhau, chứ không phải là lời Phật dạy như vậy. Đức Phật ngài dạy về cách sống, ở trong cuộc đời, nó mới chỉ là cách sống giữa người với người, chứ chưa phải là để chuyên trị những niềm đau, những nỗi khổ
cái vui cái buồn của cuộc đời của chúng sinh. Tại sao chúng ta khổ về sanh lão bệnh tử, thương xa ghét gần? Tại sao chúng ta bất tội nguyện khi muốn không được? Khi cái mà chúng ta không muốn thì nó tới, cái mà chúng ta nâng niu triều mến lại trôi xa tầm tay với mình. Tại sao như vậy? Thì Đức Phật mới trình bày cho tất cả chúng ta, hiện hữu của thân ngũ uẩn là chính là khổ. Đây là khổ. Khổ của cái gì? Sanh già đau chết sầu bi khổ u não. Khổ của cái sự hiện hữu của Bành Chúc Bà Đà Nắc Thanh Tha Đúc Kha của năm quẩn này, mà các ngươi chấp năm quẩn là thương, là còn, là đau khổ. Hay như vậy. Và khi tất cả chúng ta hiểu được Đức Phật ngày dạy tất cả các pháp nó vô thường. Đó. Thí dụ như ở câu dưới cũng vậy, Đức Phật để trả lời cho Suppata đó. Hữu vi nó không thường, hữu vi phải là vô thường, hữu vi nó không thường. Và cái gì không thường? Nếu như đọc ở trong cái bài kinh Vô Ngã Tướng Kinh, Đức Phật thì dạy sắc thọ tưởng hành thức là vô thường, là thường hay là vô thường? Bạch Thế Tôn, sắc thọ tưởng hành thức là vô thường. Cái gì vô thường? Cái đó phải đổi thay. Mà cái gì đổi thay thì có thật cho là cái đó là của ta chăng? Không nên như thế. Thì ở đây chúng ta thấy ngoài bốn đạo bốn, ngoài giáo pháp của Phật không có, không có bốn đạo bốn quả. Và tại sao vậy? Bởi vì giáo lý của Ngài không có chấp nhận cái sự thường hằng, cái sự thường còn của các pháp hữu vi. Mà các pháp hữu vi phải vô thường. Cái gì vô thường cái đó đổi thay. Mà cái gì đổi thay cái đó làm cho chúng sinh phải chịu cái sự đau khổ. Xác thân này của chúng ta nè, sanh ra nè, rồi chúng ta phải lớn lên, nó phải bị cái gì? Nó phải bị chuyển hóa cái sự sanh trụ diệt của sắc quẩn này. Rồi cái quy trình của tâm pháp cũng vậy. Nó có coi như là sinh tiến dị diệt, rồi nó có cái nó có trải qua được rồi cái thành tụ, rồi cái trụ vững lại, và cuối cùng nó diệt tận. Hay là nói một cách đơn giản, cái sự sanh diệt của danh và sắc này nó đến đi một cách liên tục. Và rồi con người mình đến cái già, đến cái bệnh, và cuối cùng đến cái chết. Ai mà thoát khỏi được cái chết? Mà luôn luôn chấp cái này là tôi, chấp tự ngã của mình cho nên mình đau khổ. Làm mình tổn thương một cái mình cảm thấy buồn. Chứ sự thật ra cái tôi đó mình lục cái kỹ ra, chẳng qua chỉ là một sự chấp ngã thôi. Chứ con người biết đặt xuống một chút xíu sống rất nhẹ nhàng. Con người sống biết cái gì sao cũng được hết, mọi việc nó rất là bình thường, nó rất là đơn giản, thì mọi chuyện nó rất thường. Còn nếu như chúng ta muốn bất thường thì nó thật sự rất là bất thường xảy ra đối với chúng ta. Cho nên vì vậy đây chính là cái điều mà chúng ta cần nhớ. Đức Phật thì khẳng định trong giáo pháp của Phật không có, nếu như ngoài giáo pháp của Phật không có bốn đạo bốn quả, và đối với đời thì còn chạy theo sắc đẹp tiếng hay mùi thơm vị ngon xúc lạc dục giới sắc giới vô sắc giới, ái với các cảnh thiền để đau khổ sinh tử, hay ái với các cái dục coi như là kamatanha phawatanha quý phawatanha, tức là dục ái, hữu ái và phi hữu ái. Còn đối với các bậc thánh và Đức Phật thì các ngài không còn bị hệ lụy qua khổ sầu đó là như thế. Và kính bạch quý ngài, kính thưa toàn thể quý vị, chúng tôi xin trình bày qua cái câu kinh Pháp Cú và tích truyện là như vậy. Nếu có điều chi sơ tất kính ngưỡng mong toàn thể quý vị quan hỷ cho. Kính chấm dứt cơ phần giảng thuyết nơi đây, trước khi dứt lời kính dân và phước lành được trời được thích. Thế đại thiên vương, các vị chư thiên hộ trì chánh pháp, nhất là các vị chư thần chư thiên, các vị chân linh nhất trên ký linh tại chủ đức tại chủ Quán Nghiêm, xin tất cả mọi vị đều được an lạc, và mong tất cả chúng ta luôn luôn được tu tập sẵn quả trong Phật pháp. Nam mô Bụt Thầy Giả, Nam mô Tham Ma Giả, Nam mô Sanh Khai Giả. Dạ, sa thú lành thay, chúng con kính tri ân thượng tọa Tuệ Huyền đã giảng bài học ngày hôm nay cho chúng con nghe hiểu rõ để cố gắng học hành theo cho được sự lợi ích. Và chúng con kính tri ân thượng tọa Tuệ Huyền. Và con kính thỉnh thượng tọa Minh Hạnh chúc phúc cho rung chúng con được trọn vẹn phước báo. Và con kính dâng mít đến thượng tọa Minh Hạnh.
Bhagavato sabba mangalang rakhanto sabba devata sabba buddha nukha vena sada sathai bhavantu te Bhagavato sabba mangalang rakhanto sabba devata sabba dhamma nukha vena sada sathai bhavantu te Bhagavato sabba mangalang rakhanto sabba devata sabba sangha nukha vena sada sathai bhavantu te Tất cả anh phương anh có đến người cầu xin chư thiên hộ trì đến người do nhờ quay đức của chư Phật, do nhờ quay đức của giáo pháp, do nhờ quay đức của chư tăng các sự thành lợi thường thường đến người. Cầu xin cho quả của tâm tinh thành tâm bảo cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Dạ, sa thú lần hai. Chúng con kính tri ân thượng tọa Minh Hạnh, thượng tọa Tuệ Quyền, đại đức Tuệ Đức cùng chư tôn đức đã vào rung chứng minh cho chúng con được thọ trì quy giới, ôn bài và học pháp. Và chúng con kính tri ân chư đại đức tăng, kính mời quý Phật tử cùng cảm dân hồi hướng. Ya đề quá ta san ti vi ha ra wa chi ni thu pe ga re bo thi ga re ta hin ta hin ta tham ma đa đề na pa quan tu bu chi ta so thiền ca ron te tha vi ha ra mang đa đề te ra cha ma cha na wa ca cha biết kha vô sa ra mi ca đa na pa ti u pa sa ca ga